Ơi, xin chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 18:30 chiều tối ngày 7/8/2024. Mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Văn Cừ quý vị. Đà Lạt chiều hôm nay mưa muộn quý vị ha. Tưởng không mưa, té ra là tối nay là sẽ mưa. Đó. Hồi sáng nắng đẹp, chiều nay âm u chuyển nhưng mà thấy không mưa luôn. Mưa muộn như thế này thì lại khó cho bà con mình bán chợ đêm. Thường thường những cái chiều trước thì nó mưa tầm khoảng 1 giờ đến 2-3 giờ chiều, 4-5 giờ đã bắt đầu tạnh. Buổi tối bà con du khách mình đi chợ đêm chợ búa chơi được và bà con mình buôn bán được luôn. Còn hôm nay thì lại mưa trễ quý vị. Nãy giờ là nó cũng mưa tầm tã luôn, mưa to. Dẫn quý vị đi vào ngắm mưa rơi một chút ha, vào buổi tối muộn ha. Du khách thì nói chung là cũng dần thưa rồi quý vị, dần thưa rồi. 10 ngày, hơn 10 ngày nữa là con em chúng ta rục rịch đi nhập học lại đó, hết hè rồi. Mùa này thì bây giờ bà con mình hy vọng vào những cái dịp cuối tuần thôi. Và cũng đang là cao điểm mùa mưa nữa. Chưa hết mưa đâu. Nghe thông tin thì có một cái công ty giày giá gì đó ở dưới Đồng Nai á, cũng đang lên kế hoạch để cho công nhân của mình đi du lịch Đà Lạt với số lượng là 42.000 công nhân. Họ bỏ ra với số tiền là tầm khoảng 20 tỷ. Số tiền này là do công đoàn của bên công ty tài trợ. Và số tiền to và đưa một số lượng công nhân khủng đi du lịch Đà Lạt luôn. Bà con Đà Lạt mình chuẩn bị để tiến đón khách, một lượng khách khủng ha. Nói chung họ không có đưa đi ồ ạt 42.000 người cùng một lúc đâu quý vị. Họ đưa đi chỉ có là như là một ba đợt ha. Mỗi năm là một đợt là tầm khoảng 12 đến 15.000 người. Đó. Và đi trong vòng 3 đợt 3 năm như vậy. Công ty này lớn quý vị ạ. Mưa chiều muộn tầm tã. Đó, con người mình mà nếu như mà tâm trạng vui thì nhìn kiểu gì cũng vui quý vị ạ, ha. Nhìn mưa cũng vui, nắng cũng vui, âm u cũng vui, kiểu gì cũng vui hết trơn, kiểu gì nó cũng thú vị hết trơn rồi quý vị ha. Còn tâm trạng mình mà buồn thì nói thiệt với quý vị á, nhìn cái kiểu gì cũng thấy buồn. Đặc biệt là nhìn mưa còn buồn hơn. Nhất là bà con mình buôn bán là nhìn cái cảm giác mình cũng là thuộc dạng ngày xưa dân buôn bán rồi quý vị. Mỗi lần mà bán ế đó mà nhìn mưa nữa thì nó rầu sụ thúi ruột luôn quý vị ạ. Vòng vào chờ đấy quý vị, vòng vào chờ để xem thử bà con mình buôn bán sao. Tình hình mà mưa buồn như thế này thì nó buôn bán nó khó khăn ở trong đó đó. Ước ác tầm tã du khách họ cũng ra chờ nữa. Đó, Hồ Xuân Hương ha. Con số bà con mình đi tập thể dục với quý vị. Đó, du khách này, những cặp đôi đi trong mưa như thế này mà cha dù san sát bên nhau thì kỷ niệm nó mới nhớ mãi được quý vị. Trời ơi, hai em bé phải nói là
che cái dù chút xíu, ướt hết rồi. Tắm mưa Đà Lạt luôn rồi quý vị ạ. Tắm mưa Đà Lạt lành lắm luôn, không phải giống như là tắm mưa ở dưới đồng bằng đâu. Đây là cầu Ông Đào quý vị ha. Chờ búa gì là nhìn vào trong là thấy đứng hình rồi quý vị. Du khách hầu như là cũng phải nói là không ra luôn. Đa số là thấy toàn người bán không. Nhưng mà trong khu vực chợ đêm thì ẩm thực thì thấy bà con mình ngồi ăn quá trời luôn. Tại vì khi mà bà con mình đang đi chơi như thế này quý vị nè, chưa ăn nữa, thấy mưa là mới như là vào đài ăn luôn rồi quý vị. Trang vào ha. Trời ơi nhìn cái chợ này quý vị, không một bóng du khách luôn, chỉ sợ vài người thôi quý vị, vài người đi đi lác đác vậy thôi. Lác đác du khách. Đây là chợ trong rồi quý vị ha. Điều hiu thôi rồi. Các bạn ngồi uống sữa đậu nành này, trời đất ơi. Nước chảy lanh láng luôn. Hồi sáng mai cũng đi vào rừng thành công. Đi vào rừng để thăm lại cái anh người rừng mà hồi trước mình quay đó. Những ngày trước mình quay đó. Tiện thể làm người đưa thư đưa cho anh 500 ngàn cái chị khán giả gửi hỗ trợ đó. Thành công tốt đẹp. Buôn bán khó khăn ha. Khó khăn giữa trời mưa gió như thế này đó, ngồi co ro như thế này đó quý vị, rất là cực luôn. Vào lên khu Hòa Bình cái buôn bán một bọn khách ngồi có ro đó, nhìn xuống dưới chờ cũng rất là hiu hắt luôn quý vị.
đây là khu Hòa Bình á. À, trời mưa như thế này mà đi ngắm phố xá nó điều hưu, nó vắng vẻ như thế này á. À, bà con mình thế hệ trước mà nhìn cái cảnh như thế này thì cũng rất là nhiều những kỷ niệm á. Đây là một đường Phan Bội Châu này. Bên này là bến xe Tùng Nghĩa. Đó, trời mưa, ngồi trong quán nướng hoặc là quán cà phê với ly cà phê hoặc là ly trà nóng, khói bốc nghi ngút thì phải nói là cực kỳ thú vị ha. Làm vài món đồ nướng nữa, ngồi nhấm nháp thì thôi rồi luôn, hàn huyên tâm sự quên trời đất luôn quý vị. Dòng qua bên này là con đường Trương Công Định ha. Xuống Phan Đình Phùng nữa quý vị. Quán xá gì cũng hiếu hát luôn. Xíu nữa tầm tầm thì khách mới trang trang ra đường quý vị ha. Đây là ông Phố Tây đây. Những cái góc quán lên đèn ấm áp ha. Rồi, xuống mé dưới này là đường Phan Đình Phùng. Đây là ngã ba Ngọc Hiệp quý vị. Năm xưa thì có cái rạp hát Ngọc Hiệp ở đây đó. Chạy thẳng là chúng ta ra số 4 à, ra sông Mường Đồng tỉnh Lâm Đồng. Quay trái là về là trung tâm. Mình rẽ qua con đường Tảng Đa đấy quý vị, Cẩm Đô qua Hai Bà Trưng đấy ha. Ngành giày da với dệt may của Việt Nam mình rồi quý vị. Thời gian trước gặp khó ha. Với những cái đơn hàng xuất đi châu Âu sau này là bị hủy đơn hàng rồi này cái tùm lum hết á. Cho nên chỉ là không có đơn hàng, người ta phải nói sa thải nhân viên, người ta thất nghiệp quá trời. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, khi mà ngành dệt may của Việt Nam mình gặp khó thì do họ dịch chuyển cái ngành dệt may qua bên Bangladesh đó. Dịch chuyển qua đó xây dựng nhà máy dệt may rồi da dày quá trời bên đó. Nhưng mà bây giờ Bangladesh bị gọi là bạo loạn rồi biểu tình đập phá như tùm lum, chính trị với lại an ninh nó đang bất ổn bên đó. Thì nếu như mà kéo dài và không có cái hướng để ổn định tình hình nữa quý vị, thì những cái nhà đầu tư cũng như là những cái cơ sở làm ăn ở bên đó là người ta sẽ rời bỏ đất nước đó và chuyển đến những cái nơi an toàn hơn để mà đầu tư làm ăn. Đó là cái điều tất yếu. Và một lần nữa cũng có thể đây là cơ hội để ngành dệt may của và giày da của Việt Nam vực dậy khi mà họ sẽ quay đầu dịch chuyển trở lại
thị trường Việt Nam để mà đầu tư làm ăn ha. Dĩ nhiên mình không phải là nói cái cơ hội, cái sự rối ren của những cái nước khác, những cái sự rối ren của nước khác để lấy cơ hội cho mình, nhưng mà đây là cái sự diễn biến tất yếu, khách quan mà không có mong muốn đó, cho nên gì đây cũng là cơ hội cho Việt Nam luôn. Ở đây học sinh đi học ra hay sao mà nó đông dễ sợ. Thì quý vị xem thời sự biết rồi, hiện tại bây giờ Bangladesh mà nó là biểu tình bạo loạn, sinh viên biểu tình bạo loạn ở tùm lum ở bên đó, kéo đổ tường người sáng lập ra nhà nước Bangladesh. Rồi bây giờ thủ tướng Bangladesh cũng từ chức và rời bỏ đất nước để đi gọi là tị nạn luôn rồi quý vị. Tình hình rất là phức tạp, nếu như kéo dài có nguy cơ là xảy ra chiến tranh luôn á, nội chiến luôn quý vị, giống Myanmar gì đó. Thế giới quý vị thấy ngày càng trở nên hỗn loạn và phức tạp hơn rất là nhiều. Những nước nào đang có môi trường hòa bình và nó là những cái đốm lửa, những cái đốm sáng hiếm hoi đó, còn lại là quý vị thấy chỗ này bùng cháy một chút, chỗ kia bất ổn chút, nó triền miên mấy năm trở lại đây, đặc biệt là sau Covid-19, thế giới ngày càng bất ổn hơn. Việt Nam mình đang còn ổn định và hòa bình như thế này phải nói là quá tuyệt vời, hãy cố gắng mà giữ gìn lấy. Không ai khác ngoài chính người dân của chúng ta quý vị, mỗi người ý thức và tỉnh táo để không bị lôi kéo, giữ gìn những cái thành quả của mình đạt được quý vị. Chứ còn không thì bao nhiêu thành quả mà xây dựng trong một thời gian qua thì phải nói là chỉ cần không tỉnh táo một cái thôi là đánh đổ đi, phá bỏ đi, rất là đáng tiếc. Xây thì khó rồi nhưng mà để phá bỏ đi thì càng nhanh hơn đấy quý vị. Đây là con đường Đặng Thủy Trâm ha. Vì mình là nước nhỏ thì buộc phải hài hòa những cái lợi ích của những nước lớn nữa quý vị. Đối ngoại khôn khéo đó, theo đường lối đối ngoại của nhà nước mình thì gọi là ngoại giao cây tre rồi quý vị, hài hòa lợi ích giữa các bên, không đứng về bất cứ một phía nào để chống phía nào. Bây giờ Việt Nam mình chỉ cần đứng về một phía nào để mà bị lôi kéo đứng về một phía nào đó quý vị, để mà chống lại phía bên kia thì thôi rồi luôn quý vị. Có nguy cơ bị sâu xé biến thành một Ukraine hoặc là Myanmar ngay lập tức. Bài học trong quá khứ quá đắng cay rồi ha. Tới đây là Nam Thiên quý vị, mình rẽ trái ha, rẽ trái như này là vào đường Hoàng Văn Thụ, về hồ Hoàng Văn Thụ, mình dòng đi đón con á, phố phường Hiếu Hoắc. Trời cũng ngớt quý vị, nói chung cũng ngớt cho bà con mình buôn bán, chứ mưa tầm tã mà kéo dài suốt cả đêm chắc bà con mình dọn về luôn. Quán xá đây quý vị nè, nó vô cùng vắng vẻ luôn ha.
rồi, tới đây là hồ Hoàng Văn Thụ đó. Nói chung Bangladesh mà nó bùng phát lên tình trạng mà bất ổn giống bây giờ thì những cái mâu thuẫn nó đã có từ rất là lâu rồi, nó tiềm tàng và nó cứ âm ỉ bấy lâu nay rồi quý vị. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.